đội cảnh sát đặc nhiệm Sở Di Dân đột nhập vào một tòa nhà, bắt giữ nghi phạm chính của tập đoàn làm giả giấy tờ. Tại hiện trường còn thu giữ nhiều giấy tờ giả mạo khác. Ngoài phụ nữ họ Mai là chủ mưu ra, tại hiện trường còn có thêm 3 đồng phạm khác. Tổng cộng 4 người đều bị bắt giữ. Đội đặc nhiệm Đài Bắc cho biết người phụ nữ họ Mai là người Việt Nam, bản thân cũng là lao động di trú bỏ trốn, đăng quảng cáo trên mạng cộng đồng thông báo với người đồng hương cho biết có cung cấp các loại giấy tờ tùy thân, cần nhận làm theo đơn đặt hàng. Sở Di Dân cho biết ước tính có khoảng hàng nghìn giấy tờ giả mạo đã được tung ra thị trường. Đội đặc nhiệm đã dựa vào các tội giả mạo giấy tờ, lừa đảo, gây tội có tổ chức chuyển giao cho bên tư pháp thụ lý. Đoàn thể lao động cho biết do tình hình thiếu hụt lao động tại Đài Loan rất nghiêm trọng, chủ thuê cũng vô tình trở thành nạn nhân của các vụ sử dụng giấy tờ giả mạo. Cô Từ Thủy Hy cho biết hiện nay theo ước tính sơ bộ, tại Đài Loan số lượng lao động di trú đã quá hạn cư trú và mất liên lạc, ước tính khoảng hơn 100.000 người. Ngoài việc nên thông báo cơ quan hợp pháp để thuê lao động ra, chủ thuê cũng nên kiểm tra giấy tờ bản gốc của người lao động, như vậy mới đảm bảo. Tập đoàn lừa đảo sang Campuchia không ngừng đổi mới chiêu thức lừa đảo, gần đây đã nhắm vào đoàn làm phim với ý đồ một lúc lừa thêm càng đông người xa vào bẫy. Một đạo diễn nhận được tin nhắn mời sang Campuchia quay phim quảng cáo, khiến người đạo diễn đề cao cảnh giác. Người đạo diễn này đã đem sự việc đưa lên Facebook, khiến nhiều người vào nhắn tin là họ cũng gặp trường hợp tương tự như vậy. Hơn nữa, thủ đoạn lời nói của tập đoàn lừa đảo đều giống y hệt nhau, sử dụng tiếng Trung giản thể, dùng tài khoản giả trên mạng, có nhiều ưu đãi, còn nhấn mạnh là cần gấp, cổ vũ dẫn thêm càng nhiều người càng tốt. Thủ đoạn lừa đảo sang Campuchia không ngừng thay đổi. Lần này lại nhắm vào các đối tượng như đạo diễn, ảo thuật gia, vũ công v.v. tức là hy vọng một lần có thể gạt được một nhóm người. Ngoài ra, theo thống kê của Bộ Giáo dục, kể từ tháng 5 đến nay đã nhận được 2 vụ báo án bị lừa gạt ra nước ngoài làm việc, địa điểm nghi là Myanmar và Campuchia. Theo đoàn thể xã hội, các bạn thanh niên trẻ đang tìm việc làm hoặc những người có điều kiện kém, khó tìm việc, rất dễ bị bạn bè rủ rê. Ngoài ra, những thanh niên mồ côi hoặc gia đình yếu thế cũng dễ trở thành mục tiêu của bọn lừa đảo. Gần đây, trong 9 công dân Đài Loan được giải cứu từ Thái Lan về, phát hiện có một nam giới bị nghi là đồng phạm trong tập đoàn lừa đảo, hiện bị cơ quan kiểm sát Đào Viên ra lệnh bắt giam. Ngày 16 tháng 8, Đài Loan tăng thêm 22.902 ca nhiễm mới trong nước và 16 ca tử vong. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 9, khi nhập cảnh vẫn giữ nguyên quy định 3+4, tuy nhiên ngày thứ tư trở đi trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, có thể về nhà một người một phòng, thế nhưng không được ở khách sạn bình thường. Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện ca nhiễm biến thể BA.4 trong nước, nghi là lây nhiễm cụm trong gia đình. Ngoài ra, các khu vực Bắc, Trung và Nam cùng một lúc phát hiện 33 ca nhiễm biến thể BA.5 nội địa. Trung tâm chỉ đạo cho biết hiện nay vẫn tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình phát triển của biến thể phụ BA.4 và BA.5. Dự kiến sau 2 tuần sẽ vào cao điểm, lúc đó một ngày e rằng có đến 60.000 ca nhiễm. Tối ngày 14 tháng 8, thượng nghị sĩ Ed Markey đã dẫn đầu phái đoàn sang thăm Đài Loan. Ngày 15 tháng 8, sau khi đến gặp Tổng thống Thái Anh Văn và thăm Viện Lập pháp, chiều cùng ngày đã rời khỏi Đài Loan. Ngoài thượng nghị sĩ Ed Markey ra, còn có 3 nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 1 nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Pelosi, lại có thêm một phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Đài Loan. Đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Đài Loan cũng đã khiến cho Trung Quốc rất bất mãn, chỉ trích đây là hành động khiêu khích nguyên tắc một Trung Quốc. Ngoài việc điều động máy bay quân sự quấy nhiễu không phận khu vực Bắc Bộ, Tây Bộ và Tây Nam của Đài Loan, cũng thêm lần nữa tuyên bố sẽ khởi động cuộc diễn tập bắn đạn thật tại chiến khu Đông Bộ, bao gồm biển Bột Hải và Hoàng Hải. Từ ngày 7 tháng 8, sau khi Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố số lượng máy bay của quân đội Trung Quốc bay vượt qua đường trung tuyến eo biển và đường mở rộng, tiến vào không phận Tây Nam, tính đến 5 giờ chiều ngày 15 tháng 8, tổng cộng đã có 136 lượt chiến đấu cơ, hơn nữa mỗi ngày đã có hơn 10 lượt bay vượt qua khu trung tuyến Đài Loan.